Dạ em lên cho cô chú anh chị xem con phát cỏ ngồi lái 1m2 bên em đóng mới, gắn động cơ 25 hp Sifa, loại động cơ là 1 piston gió, nhưng mà loại này thì bây giờ em toàn ráp loại mới thôi, chứ em không ráp hàng bãi Nhật nữa, tại vì hàng bãi Nhật thì đôi khi bảo hành nó xa xôi phức tạp lắm, nên em ráp máy mới dễ sử dụng, ai sử dụng cũng được mà ở đâu sửa chữa cũng được, rất là dễ. Đây, 4 lốp mới, cơ cấu thì nó đơn giản mà, vô lăng, lái vô lăng, có tầng nhanh chậm, một lùi ba tới nhanh chậm, đây là cần nhanh chậm này, còn bên kia là cầu trước cầu sau, vào cầu sau, còn bên này thì thắng rồi, bên kia thì Amaza côn, còn cái cần này là cần kéo của cái Amaza để mà phát cỏ đó. Còn cái bình thủy lực này thì nâng hạ thủy lực có thì kéo lên là lên, mà hạ xuống thì nó xuống. Đây, em quay một vòng sơ qua cho cô chú anh chị xem. Bên em làm loại này nhiều rồi, rất là chắc chắn. Trọng tải cái sườn này nó là 1 tấn, mà hiện tại em gác lên nó khoảng 3-4 tạ thì nó quá bình thường rồi. Đó, em quay sơ qua cho cô chú anh chị xem. Loại này thì nó có đề nhá cô chú anh chị. Đề thì em thiết kế ra có cái chân này, mình chỉ đạp vào đây là nó kéo cái e thôi, để cái nó thả ra, đơn giản lắm. Nè, để em đề cho con này, đó đạp này, đề chưa ra. Cần tôi giao máy đổ em và nghe tít luôn, đàn không có một tiếng rung rồi đâu nhở, là quay dao rồi đó, quay dao gió thổi ra mát rồi đó, quay em ru rồi đó. Tắt máy vừa dao vẫn còn đang còn quay tít, quá êm luôn, nó đơn giản là thôi với số tới lùi thôi thì nó đơn giản rồi, dao đang còn quay.